Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồn Việt TV. Trở lại với bản tin ngày thứ hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Số ca nhiễm COVID-19 địa phương ở tại Hoa Lục đã tăng cao hơn, trong khi thành phố Tây An thì phong tỏa ngày thứ năm. Thành phố Tây An ở Hoa Lục hôm nay tiếp tục phong tỏa đến ngày thứ năm liên tiếp khi mà nhà chức trách công bố 150 ca COVID địa phương có triệu chứng vào hôm Chủ nhật đã giảm nhẹ so với ngày trước đó. Số lây nhiễm ở tại Tây An, thành phố với 13 triệu dân thì vẫn rất nhỏ so với nhiều cụm dịch ở ngoại quốc. Nhưng nhà chức trách ban hành quy định nghiêm ngặt về việc đi lại trong thành phố và rời khỏi thành phố theo chính sách của Bắc Kinh để mà lập tức kiểm soát đợt bùng phát. Cơ quan hữu trách chưa công bố trường hợp nào lây nhiễm biến thể Omicron ở tại Tây An, nơi ghi nhận đã có 635 ca nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 9 cho đến ngày 26 tháng 12. Trung cộng công bố 158 ca lây nhiễm trong nước có triệu chứng vào hôm Chủ nhật, nên con số 150 ca có triệu chứng ở Tây An được xem là con số rất lớn. Trung cộng phát hiện một số trường hợp nhiễm biến thể Omicron là hành khách ngoại quốc và ở miền nam của Hoa Lục. Ở Tây An thì dân chúng không được phép rời khỏi thành phố nếu chưa có sự chấp thuận từ chính quyền địa phương hoặc là chủ lao động. Từ ngày 23 tháng 12 thì các gia đình chỉ được phép cử một người ra ngoài để mua hàng hóa thiết yếu mỗi 2 ngày một lần. Các thành viên khác trong gia đình thì không được ra khỏi nhà trừ phi họ có công việc thiết yếu và được chủ lao động hoặc là cộng đồng chấp thuận. Hôm nay thì nhà chức trách Tây An yêu cầu người dân ở nhà ngoại trừ việc đi xét nghiệm. Tây An cũng tiến hành khử trùng toàn thành phố, nhân viên xịt dung dịch diệt mầm bệnh trên đường và các tòa nhà. Và dân chúng thì được khuyến cáo là không sờ vào cây xanh hay là bề mặt các tòa nhà. Ông Đông Doan Yin, nhà virus học tại Đại học Hồng Kông cho biết là khử trùng không khí ngoài trời và các bề mặt có vẻ không cần thiết, vì nguy cơ rất thấp mà người dân nhiễm COVID-19 từ các bề mặt hay không khí ngoài trời do ngoài đường quá vắng vẻ. Nước Úc ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì biến thể Omicron. Thưa quý vị, hôm nay, nước Úc ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì biến thể Omicron trong khi số lây nhiễm hàng ngày tăng cao. Nhưng nhà chức trách không áp dụng các quy định mới vì tỷ lệ nhập viện ở mức thấp. Cái chết của người đàn ông hơn 80 tuổi có bệnh nền đánh dấu cột mốc u ám cho nước Úc, nơi phải bỏ một số phần của kế hoạch mở cửa lại sau gần 2 năm phong tỏa vì đợt bùng phát mới. Biến thể Omicron bắt đầu lây lan ở nước Úc khi nước này vừa hủy bỏ các quy định địa giới trong nước và cho phép người Úc từ ngoại quốc trở về không phải cách ly, đẩy số lây nhiễm lên cao nhất. Nhà chức trách không cho biết thêm chi tiết về ca tử vong do Omicron này, chỉ nói rằng ông nhiễm virus tại nhà dưỡng lão và tử vong tại bệnh viện ở Sydney. Nhà dịch tễ học Christine Selvey cho hay đây là ca tử vong đầu tiên ở New South Wales liên quan đến biến thể Omicron. Người đàn ông này nằm trong số 7 ca tử vong vì COVID-19 ở Úc ngày hôm trước. Nước Úc có thêm 10.186 ca mới trên toàn quốc, lần đầu tiên trên 10.000 ca kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Đa số lây nhiễm mới là ở New South Wales và Victoria. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk của Queensland cho biết, mặc dù số ca lây nhiễm tăng nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống y tế. Tiểu bang ghi nhận có 784 ca mới với 4 người nhập viện. Trước thông tin chờ đợi 6 giờ đồng hồ để xét nghiệm COVID-19 để đi lại liên tiểu bang, bà Palaszczuk bên vực quy định xét nghiệm nói rằng mọi người đều biết họ phải xét nghiệm PCR trước khi đến Queensland. Tuy nhiên, tiểu bang đang xem xét nới lỏng quy định xét nghiệm dành cho hành khách trong nước. Số lây nhiễm tăng có nghĩa là tăng thêm áp lực lên xét nghiệm. Trung tâm xét nghiệm SeedPath ở Sydney xác nhận trung tâm thông báo sai cho 400 người dương tính rằng họ âm tính trước Giáng sinh. Hôm nay, trung tâm nhận ra gửi kết quả sai cho 995 người khác. Lượng tuyết rơi dày đã gây ra hỗn loạn giao thông tại Nhật Bản. Lượng tuyết rơi dày gây ra kẹt xe,
các chuyến bay bị hủy và gián đoạn các tuyến xe lửa ở miền Trung của Nhật Bản vào hôm nay, với lượng tuyết kỷ lục ở một số khu vực. Công ty điện lực Kansai cho biết là hơn 3.200 gia đình trong khu vực bị mất điện khi giới chức cảnh báo tuyết tiếp tục rơi dày. Phát ngôn viên chính phủ là Hirokazu Masuno cho hay chưa có thông tin về thương vong do thời tiết băng giá. Và ông Masuno cho biết rằng khối áp thấp mùa đông mạnh đã gây ra tuyết rơi dày đặc, chủ yếu là dọc theo biển Nhật Bản từ miền Bắc cho đến miền Tây của Nhật Bản. Trong đó, một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục. Dự báo lượng tuyết sẽ tăng trong ngày mai, nên mọi người hãy cẩn thận và thận trọng. Ông Masuno cũng cho hay là một con đường lớn ở khu vực Shiga phải đóng cửa vì xe cộ bị mắc kẹt, với hình ảnh trên truyền hình cho thấy là hàng xe dài đã đứng im và sau đó mới bắt đầu di chuyển. Đài NHK cho biết là tắc nghẽn giao thông bắt đầu khi có một chiếc xe bị trượt ra khỏi đường gần với thành phố Hikone, nơi tuyết rơi dày tới 68cm tính cho đến sáng hôm nay, đã cao hơn 30 lần so với bình thường. Gần 200 hành khách bị mắc kẹt đêm qua trên một tuyến xe lửa ở địa phương trong khu vực. Và một tấm hình từ toa xe lửa được đưa lên trên Twitter cho thấy là một đống tuyết khổng lồ giữa hai cánh cửa mở. Có khoảng 130 chuyến bay trong nước đã bị hủy vào hôm Chủ nhật vì tuyết rơi dày. Và hôm nay có khoảng 50 chuyến bay khác cũng bị hủy. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc lên án vụ giết người ở Miến Điện. Thưa quý vị, một giới chức cao cấp Liên Hiệp Quốc cho biết ông bàng hoàng vì vụ giết chết ít nhất 35 thường dân ở Miến Điện và kêu gọi nhà chức trách điều tra sự việc, trong khi các nhà hoạt động đối lập đổ lỗi cho binh lính chính phủ. Quân đội chưa bình luận gì về sự việc gần làng Mosul ở tiểu bang Kaya hôm thứ Sáu. Truyền thông nhà nước loan tin binh lính bắn chết một số kẻ khủng bố có vũ khí từ các lực lượng đang giao tranh với chính quyền quân sự. Truyền thông nhà nước không đề cập đến thương vong thường dân. Ông Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp cho hay, thông tin về vụ sát hại thường dân là đáng tin cậy. Ông nói rằng, ông lên án vụ giết người tàn ác này và tất cả những cuộc tấn công thường dân trên toàn quốc vốn bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Ông Griffiths đề nghị mở cuộc điều tra toàn diện và minh bạch để đưa thủ phạm ra trước công lý, đồng thời kêu gọi bảo vệ thường dân. Người dân và một tổ chức nhân quyền hoạt động trong khu vực cho hay binh lính sát hại thường dân. Hình ảnh do tổ chức nhân quyền đăng tải cho thấy các thi thể cháy đen, một số trên xe tải cháy rụi. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị viết tắt là EAPP cho hay hơn 1.300 người bị binh lính giết chết và hơn 11.000 người bị giam giữ. Một số người phản đối quân đội cầm vũ khí nổi dậy, số khác kết hợp với du kích sắc tộc thiểu số, những người nhiều năm qua giao tranh với chính phủ đòi quyền tự trị ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Tổ chức cứu trợ Save the Children cho hay hai nhân viên của họ mất tích trong cuộc tấn công. Tổ chức này đình chỉ hoạt động ở tiểu bang Kaya và một số khu vực ở tiểu bang Karen và khu vực Makwe. Nước Nga tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali bất chấp Tây phương chỉ trích. Hãng thông tấn RIA đã dẫn lời một nhà ngoại giao của Nga hôm nay cho biết là nước Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Mali thông qua các kênh của nhà nước. Vài ngày sau khi mà Bamako phủ nhận sự hiện diện của lính đánh thuê người Nga, Pháp, Canada và 13 nước Âu Châu vào tuần trước đã lên án Moscow vì tạo điều kiện cho việc đưa nhân viên hợp đồng quân sự tư nhân từ Wagner Group cho đến Mali, nơi chính quyền đang giao tranh với quân nổi dậy Hồi giáo. Và chính phủ Mali vào hôm thứ Bảy đã phủ nhận sự hiện diện của lính đánh thuê người Nga và cho biết rằng các huấn luyện viên người Nga đến đó là theo thỏa thuận song phương giữa Mali và Nga. Một phi cơ vận tải đã đưa 4 trực thăng vũ khí và đạn dược từ Nga đến Mali vào hồi tháng 10, theo thỏa thuận được chính quyền Mali gọi là thỏa thuận thương mại với nhà nước Nga. RIA thì hôm nay dẫn lời của ông Piotr Ilyichev là giám đốc của bộ phận phụ trách các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao của Nga cho biết là Bamako có quyền hợp tác với bất kỳ đối tác nào mà họ muốn trong cuộc chiến với phiến quân.
Ông Ilyichev cho biết là nước Nga sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Bamako tại Liên Hiệp Quốc, cũng như cung cấp hỗ trợ tích cực cho các đối tác Mali về mặt quân sự, thông qua các kênh nhà nước. Bà Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Wagner Group đã không đại diện cho nhà nước Nga, nhưng nhân viên hợp đồng quân sự tư nhân thì có quyền làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, miễn là họ không vi phạm luật pháp của Nga. Ông Ilyichev cho biết là việc Pháp rút ra khỏi các căn cứ quân sự ở Mali có thể gây bất ổn cho khu vực. Paris trước đó thì phủ nhận ý kiến nói rằng nước Pháp bỏ rơi Mali. Bangladesh bắt giữ chủ nhà sau đám cháy làm 39 người thiệt mạng. Thưa quý vị, cảnh sát Bangladesh hôm nay đã bắt giữ chủ của chiếc phà quá tải bị cháy và làm ít nhất 39 người thiệt mạng trong tuần trước, sau khi các nhà điều tra chỉ ra nguyên nhân là do không tuân thủ quy định an toàn. Đám cháy bùng phát giữa đêm hôm thứ Sáu, khi có nhiều người trong số 700 hành khách trên phà đang ngủ gần quận Baguna. Những người sống sót kể lại những câu chuyện thảm thương về việc phải nhảy từ chiếc phà 3 tầng xuống sông Suganda. Chiếc phà chỉ được phép chở 420 người. Đa số nạn nhân chết cháy, trong khi những người khác chết đuối vì nước lạnh giá khi tìm cách thoát khỏi đám cháy. Phát ngôn viên cảnh sát cho hay, chủ phà Hum Zalan Sheikh bị bắt giữ hôm nay, một ngày sau khi tòa án phát trác bắt giữ 8 người, trong đó có thuyền trưởng và nhân viên của phà Ohichan 10. Cảnh sát biển Mapburu Raman cho hay, chiếc phà không có đủ thiết bị chữa cháy và phao để phòng ngừa tai nạn giữa sông. Ông cho biết, những người sống sót kể lại, thuyền trưởng vẫn cho phà di chuyển gần một giờ đồng hồ sau khi phòng máy bốc cháy. Nếu ông ta cho phà dừng lại và thả neo ngay lập tức, có lẽ đã cứu được những nạn nhân thiệt mạng này. Các chuyên gia ở Bangladesh đổ lỗi cho bảo dưỡng kém, tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo tại xưởng đóng tàu và tình trạng quá tải dẫn đến các vụ tai nạn đường thủy thường xuyên. Ít nhất 21 người thiệt mạng hồi tháng 8 khi một tàu chở khách va chạm với tàu chở cát. Thi thể của các di dân bị chết đuối trôi dạt lên bờ biển Libya. Bộ Nội vụ và Hội trăng lưỡi liềm đỏ địa phương cho biết là thi thể của hơn 12 di dân bị chết đuối trong lúc vượt Địa Trung Hải sang Âu Châu đã trôi dạt lên bờ biển Libya vào tối ngày thứ Bảy. Libya đã trở thành điểm trung chuyển chính của di dân, mà đa số là từ Phi Châu, những người muốn tìm cơ hội tốt đẹp hơn ở tại Âu Châu. Ông Mohamed Abu Sa'ala là lãnh đạo Hội trăng lưỡi liềm đỏ ở tại Khums, là một cảng ở miền Tây của Libya cho biết 15 thi thể, trong đó có một em bé sơ sinh, được phát hiện trên bờ biển ở tại Alus gần đó vào hôm thứ Bảy. Và ba người sống sót thì cho biết là trên thuyền của họ có tổng cộng là 35 người khi chiếc thuyền bị đắm. Ông Osama Al-Saket là lãnh đạo bệnh viện Khums, nơi tiếp nhận thi thể sau khi các cuộc gọi từ Tổ chức Di dân Quốc tế IOM và cảnh sát cho hay là các thi thể vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm 14 người và một em bé nhỏ. Bộ Nội vụ sau đó cho biết là 14 thi thể được tìm thấy từ nhóm 60 người, được cho là bị mất tích ngoài biển. Hiện chưa rõ là họ có cùng một nhóm hay không, và số di dân tìm cách vượt biển Địa Trung Hải vào năm nay đã lớn hơn sau nhiều năm, đã giảm đáng kể từ năm 2015. IOM và tuần trước thì cho hay có khoảng 1.500 người bị chết đuối vào năm 2021. Dự án di dân mất tích của IOM gọi tuyến đường Địa Trung Hải là tuyến đường di dân gây ra nhiều thương vong nhất thế giới, với hơn 17.000 người bị thiệt mạng và mất tích kể từ năm 2014. Hình ảnh của Hội trăng lưỡi liềm đỏ công bố cho thấy là một hàng thi thể đã được đặt trên bãi biển khi mà nhân viên của hội đưa họ vào các cái chiếc túi đựng xác. Tin thế giới tiếp theo, hai đập nước bị vỡ vì lũ lụt ở Đông Bắc Brazil. Thưa quý vị, hai đập nước bị vỡ ở tiểu bang Bahia ở Đông Bắc Brazil sau nhiều tuần mưa lớn, nhấn chìm những dòng sông địa phương khi lũ lụt lan rộng khắp khu vực. Đập Igua trên sông Veruga gần thành phố Vitoria da Conquista ở phía nam Bahia
bị vỡ tối hôm thứ Bảy, buộc nhà chức trách phải di tản người dân, chủ yếu ở thành phố Itambé. Đập thứ nhì bị vỡ vì mực nước dâng cao ở Chusiambé vào sáng Chủ nhật, khiến cho người dân phải di tản. Hiện chưa có thông tin về thương vong do vỡ đập gây ra, mặc dù cầu và đường bị hư hỏng. Tại Itabuna, thành phố có 200.000 dân, các nhóm cảnh sát cứu hỏa cứu người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ. Nhân viên cửa hàng Luis Constancia cho hay, những đợt sóng cao gần 2 mét. Người dân cho biết mực nước sông Cachoeira chảy qua thành phố cao nhất trong 50 năm qua. Ở Victoria da Conquista, thị trưởng Sheila Lemos cho hay toàn bộ người dân gần đập Igua đã được di tản. Thống đốc Bahia Rui Castro cho biết ít nhất 400.000 người bị ảnh hưởng vì mưa lớn và hàng ngàn người phải di tản. Ông nói rằng hàng ngàn người phải rời khỏi nhà của họ vì nước ngập sâu 1 hoặc 2 mét, thậm chí 3 mét ở một số nơi. Cơ quan bảo vệ dân sự cho hay 18 người thiệt mạng vì mưa lớn ở Bahia kể từ đầu tháng 11, trong đó có chủ một chiếc phà bị chết đuối trên sông Rio das Contas. Ở thủ phủ Salvador của tiểu bang, giới chức nói rằng lượng mưa tháng 12 cao hơn bình quân tới 6 lần. Chuẩn bị cho cuộc diễn hành Rose Parade để chào đón năm mới. Công việc chuẩn bị đang diễn ra khi mọi người thực hiện phần trang trí cuối cùng trên các xe diễn hành sẽ tham gia cuộc diễn hành Rose Parade vào ngày 1 tháng 1. Và chủ đề năm nay là mơ ước, tin tưởng và hoàn thành. Mặc dù Hoa Kỳ ghi nhận số lây nhiễm COVID-19 tăng cao, cả cuộc diễn hành Rose Parade và trận bóng bầu dục Rose Bowl sẽ diễn ra trong ngày đầu năm mới. Cuộc diễn hành Rose Parade vào năm ngoái phải hủy bỏ vì dịch bệnh. Và báo Washington Post cho biết là đội bóng bầu dục Virginia đã rút lui khỏi Fenway Bowl vì các biến chứng liên quan đến COVID-19 và trận đấu bị hủy. Fenway Bowl vào hôm thứ Tư bị hủy đã xảy ra cùng ngày khi mà giới chức của Military Bowl thông báo trận đấu dự tính diễn ra trong ngày thứ Hai ở tại Annapolis bị hủy. Và sau khi Boston College rút lui vì số ca dương tính COVID-19 tăng cao. Trước đó thì Hawaii Bowl đã phải hủy sau khi mà Hawaii quyết định không thi đấu với Memphis trong ngày trước Giáng sinh vì các lý do liên quan đến dịch bệnh. Và Texas A&M đã bỏ trận đấu với Wake Forest sẽ được thay thế bằng đội Rutgers trong trận đấu vào đêm giao thừa. Xe hai phương thức đầu tiên trên thế giới bắt đầu hoạt động ở Nhật Bản. Thưa quý vị, đây là xe buýt, đây là xe lửa, đây là xe hai phương thức, Dual Mode Vehicle, DMV. Chiếc xe hai phương thức đầu tiên trên thế giới có thể lưu thông trên đường bộ và đường ray, bắt đầu hoạt động ở thành phố Keio ở tỉnh Tokushima của Nhật Bản hôm thứ Bảy cuối tuần. Xe DMV trông giống như một chiếc minibus và di chuyển bằng lốp cao su thông thường trên đường bộ. Nhưng khi nó đến điểm giao cắt, bánh xe thép hạ xuống từ gầm chiếc xe xuống đường ray, nhanh chóng biến nó thành một toa xe lửa. Bánh xe lửa nhấc lốp trước ra khỏi đường ray, trong khi bánh xe sau đẩy xe DMV trên đường ray. Giám đốc điều hành công ty Asakos Railway, đơn vị vận hành xe DMV, cho biết loại xe này có thể hữu ích ở các thành phố nhỏ như Keio với dân số lớn tuổi và ngày càng giảm, nơi các công ty vận chuyển địa phương vất vả kiếm lợi nhuận. Ông Shigeki Miura, giám đốc điều hành cho hay, xe DMV có thể đến gần hành khách địa phương khi ở hình thức xe buýt, trong khi có thể đưa họ lên đường ray dễ dàng. Đặc biệt ở những vùng nông thôn với dân số già, nó sẽ là loại hình vận chuyển công cộng rất tốt. Công ty Asakos Railway cho biết, xe DMV có thể chở 21 hành khách, đạt vận tốc 37 dặm một giờ trên đường ray và đạt tốc độ khoảng 62 dặm một giờ trên đường công cộng. Sử dụng nhiên liệu diesel, đoàn xe DMV với nhiều màu sắc khác nhau sẽ di chuyển dọc theo bờ biển của đảo Shikoku ở miền Nam Nhật Bản, nối liền nhiều thành phố nhỏ và giúp hành khách ngắm cảnh ven biển lôi cuốn. Ông Miura cho hay, ông hy vọng dự án này sẽ thu hút những người mê đường sắt từ khắp Nhật Bản đến thành phố. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.